Ok, hello, xin chào tất cả mọi người. Mình đã quay trở lại rồi đây. Thì như các bạn đã thấy thì hôm nay mình đã đủ tiền để mua một con tướng mới. Chúng ta vào shop để cho xem con nào lạ lạ mua nha. Con này con tướng hỗ trợ này. Ok, mình thấy con này xinh đẹp đấy. Mình sẽ mua con này. Mấy con tướng trong này đắt thế nhờ. Rồi chúng ta vào đấu rank nha. Ở kìa. Có hỗ trợ mất tiêu rồi. Đường trên đi con nào đây? Kệ, xịt xe phena lên đường trên. Không được rồi, mình hỗ trợ cho mà mấy bạn ơi, con này làm sao đi đường trên được, chán thế nhờ. Rồi thì chơi lưỡi bộ, lưỡi bộ chơi chiêu nào trước mình quên mất tiêu rồi. Trong này không test được con tướng mới mua. À thưa. Được rồi, lại bố không dùng năng lượng. Good. Sao nó mạnh thế? Nó mạnh thế ta? She protects the Dragon Kingdom. Our Slayer Lane tower is under attack. Rồi. Ăn ké được một thằng. Mày đứng lại chưa? Sao vậy? Mày đi với Natalia không được à? Ok, thế thì để cho tao. Sao mày đi lung tung gì chơi? Thằng kia đông vui thế. Rồi, học trò của nó nào. Làm gì được tao? Tao có skill chạy mà. Hero, I just don't want to see the people suffer. Có gì đâu sợ. Mày xuống dưới thì tao cũng xuống dưới. Ôi bạn ơi, thích thì chơi bạn ơi, mình không sợ đâu. Không kịp rồi. Không kịp rồi bạn ơi. Mình sợ bạn. Mình sợ bạn có cơ. Ngon bạn. Bye bye cái trụ của bạn đi. Nó xài skill cũng như mình à. Mình skill đã hụt rồi, nó còn hụt nhiều hơn. Mid bên mình bị dí rồi. Mình tới đây bạn ơi. Bạn ơi đừng sợ. Bạn ơi đừng sợ nữa. Mày đứng lại đó. Muốn quá, muốn quá. Động thế. Động thế thì từ từ thôi các bạn ơi. Từ từ cho kỹ năng nó hồi lại. Ơi mua nhầm rồi. Thôi thôi thôi, mình xin lỗi. Mình xin lỗi mọi người.
Đây. Tao quẩy banh chè với tụi mày luôn. Tao quẩy luôn. Không có gì phải sợ. Thôi. chạy đi, không sao đâu, tao đéo chết đâu. Láo. Tao đùa với tụi mày à. Ơ cái gì đây? Đứng lại chơi với mày luôn nè. Trời đất ơi. Cà khịa nó có chút xíu mà nó đấm mình SML luôn. Thật là độc ác. Nó giống phim mà. Ôi bạn ơi, solo thì mình éo ngại bạn đâu. Nhưng mà kéo hai đứa thì mình không chơi nhé. Như vậy. Solo thì tao đấu đi. Chứ mà chạy á. Còn gì đây? Xin chào bạn nhỏ. Thôi, không cho tao đánh nó thì thôi. Gì đâu căng. I suppose it's the part where no one ever defeats me. If none shall pass from this, out of my way. Này, mày dí tao làm gì? Dí có được éo đâu mà cái dí. Đồng đội mình lo được. Số kia vậy? Nakaroth bị nó yếu lắm. Thôi rừng á. Nó solo với mình không lại đâu. Nó chỉ ăn hiếp mấy đứa hỗ trợ. Trời đất ơi, tụi mày dám giết đồng đội ta. Chắc cả lo nhà mày đi. Còn thằng nào nữa? Ra đây luôn. I never fight just for the sake of life. Ăn xin ra đi. Mình có bị cái con phép này nó đánh hoài á. Đố mày đẩy tiếp được. Tao đố mày, mày chạy đi. Chạy đi. À, tao ra tao mày solo đó. Solo đánh. Này. Này đánh, đánh. Này thì bên mình ai cũng hay hết cho nên là cho mọi người một like. Mua tướng mới nhưng mà không trải nghiệm được rồi. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Bye bye.